Hello mọi người, đây là video clip mà mình nghiên cứu về tử vi của năm 2018 đối với những người nữ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, tức là 50 tuổi đó. Nếu như mọi người mà thấy video hay, nhớ like và chia sẻ để mọi người cùng có được cái thông tin mà cần thiết cho cái tử vi của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Nữ Kỷ Dậu sinh năm 1969 biết để có biết cương nhu trong làm ăn. Đầu tiên hết á, thì là mình xét tổng thể của cái tuổi này thì năm nay á, là tuổi năm nay là năm Mậu Tuất 2018 thì năm này là năm Mộc ha, là bình địa Mộc, còn mạng của mình là đại trạch thổ, vậy là Mộc nó khắc thổ. Chứ không là mạng của chúng ta là năm nay bị tương khắc. Sao á, thì năm nay các chị nữ á, thì là sao thổ tú, thì sao thổ tú là rối rắm bất an, hạn thì là huỳnh tuyền, người ta gọi là hạn huỳnh tuyền thì phải phòng bệnh nặng bất trắc rất nhiều về sức khỏe. Vận niên xà âm tỉnh, rắn bị nhốt thì rất là xấu, đó là vận niên xấu. Thiên can kỷ gặp mậu á, thì cùng hàng ha, cho nên là thuận lợi. Địa chi á, Dậu gặp Tuất là sinh nhập có lợi. Như vậy thì chúng ta có được cái tổng quát mà về một số cái nét khởi gọi là nét khởi sắc của tuổi của quý chị á, tuổi Kỷ Dậu á, là người vốn dĩ là rất thực tế, thường nắm bắt mối lợi trước mắt, đôi lúc là bỏ quên mà cái một lợi lớn về sau. Sự nghiệp và tiến chậm nhưng mà vững chắc ha, là người này là vậy, là người vốn dĩ thông minh ngay thẳng, lại thêm là sự chăm chỉ trong công việc, thường được người trên trọng dụng. Nhưng đồng sự thì lại hay hiềm khích ganh ghét, đó là cái chuyện hiển nhiên ha. Được người cấp trên mà thương yêu thì cấp dưới hoặc là đồng nghiệp nó sẽ không có ngon lành rồi. Người mà quý chị muốn mà mọi người biết đến thành quả của mình, thích được khen ngợi thì người tuổi Kỷ Dậu thì vậy ha. Có mệnh Long Vũ thì họ thường là có vẻ ta đây một tí xíu, đôi khi là có phần hơi tự cao nên bạn bè ít có người thân tình gần gũi, mặc dù có lòng tốt thường giúp đỡ người khác nhưng vẫn bị phản trắc. Đối với gia đình á, quý chị là người mẹ hiền, luôn luôn giữ gìn kỷ cương trong tình cảm cũng như cách ứng xử với lại con cái rất là công bằng, đứa nào tội tội đứa nào đấy, chứ còn không có đứa thương đứa ghét ha. Người này, người nữ này, tiền trung vận á, tiền vận và trung vận á, bạc tiền tạo ra không có nhỏ, tức là người rất là giỏi bươn chải tốt, mà gà mà bươi cũng khá tốt. Gà mệnh thổ này bươi rất là tốt, nhưng mà là vốn dĩ là người không có nắm vững được, cho nên là cứ làm ra rồi hao mòn dần dần dần, làm ra rồi hao mòn dần dần. Hiếm có nữ Kỷ Dậu nào mà giàu có một cách nhiều tiền, chỉ có là đủ ăn vừa phải ha, phải đi vào hậu vận á, thì mới tạm yên ổn, con cái ninh danh, tuổi già thì hưởng khá nhiều phúc đức từ con cái. Đó là những cái chung của người tuổi Kỷ Dậu mà em có nói sơ trong cái clip mà cả năm cộng đời thì em đã nói sơ rồi. Thì năm nay đối với những sự nghiệp và công danh của người nữ Kỷ Dậu năm nay á, thì các chị gặp sao thổ tú chiếu mạng á, gia đạo thì dễ có chuyện buồn phiền, công việc làm ăn thì hay gặp trục trặc, giấy tờ rắc rối và tốn kém vì có sự quấy phá của tiểu nhân. Sao thổ thú á, thì là thuộc hành thổ, đối với người mệnh thổ các chị á, thì có thể nói là một điều tốt, nhiều thổ thì sinh núi ha, mà như vậy á, thì nó sẽ là giảm bớt cái ảnh hưởng xấu của cái vận niên lại. Tiếp đến là với cái hạn huỳnh tiền á, thì nên quan tâm giữ gìn cái sức khỏe nhiều, nếu cảm thấy bất ổn á, thì cần phải đi khám và chữa trị gấp, tại vì cái này là mình năm nay mà hạn huỳnh tiền mà phòng bệnh nặng, cho nên là mình phải phòng trước chứ đừng để mà tới lúc rồi mình mới đi khám là cả một vấn đề ha. Về tứ trụ á, với thiên sinh địa lợi, cuộc sống gặp nhiều may mắn, công việc dễ sinh tài lộc và gia đình có phần hưng vượng, vậy là quá tốt. Nhưng mà vận niên thì là xà âm tỉnh thì nó rất là xấu,
có thể ốm đau phải nằm điều dưỡng một thời gian, hoặc là công việc đang làm nó bị ngưng trệ lại một thời gian, sau đó mới được tiếp tục công việc đó một cách suôn sẻ, để giảm gánh hàm oan nhất. Không, dễ mà gánh cái hàm oan lắm, nhất là về giấy tờ. Đừng có mà đứng năm nay đừng có đứng ra vay mượn cho ai, hoặc là đứng ra mà làm cái gì đó mà có thấy nó có bất lợi về 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 pháp luật thì đừng có bao giờ chứng tập, dễ bị hàm oan lắm ha. Phối hợp các yếu tố trên á, thì đứng về mặt ngũ hành để luận giải năm nay á, can mậu thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận thái trụy, hỏa vận thì bị thái quá. Đối với các chị mệnh thổ được nhiều phần lợi ích cả về danh lộc lẫn sức khỏe, tại vì hỏa nhiều thì sinh thổ, mình cũng biết là hỏa sinh thổ rồi. Tuy nhiên á, sao hạn và vận niên á, sao là sao thổ tú rồi, vận niên là sao âm tỉnh, không tốt, khó tránh rối rắm bất an, sức khỏe bất lợi, được vận thế khá tốt, hợp với ngũ hành khá thuận, vẫn có phần tăng trưởng về tiền tài, nhưng sức khỏe không mấy thuận lợi, gia đình cũng nhiều bất cập. Bên cạnh đó những cái rối rắm tốn hao đau ốm cũng sẽ dễ khắc phục hơn, tại vì mình có là mình nói rồi, hỏa nhiều thổ nhiều thì sinh núi. Đây là năm xấu tốt đang xen với nhau, không nên mưu đại sự ha, các chị nên tiếp nối cái công việc đang làm, dù có trở ngại cũng dễ vượt qua, và ốm đau thì không gây nhiều thất thoát. Đây là năm trung bình của các chị mà thôi. Đó là về về tử vi ngũ hành ha. Thì đến xem thử coi, xét về mặt tử vi tiểu vận thì năm nay đi vào thắng địa, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu hoặc là vận niên không tốt. Nữ kỷ dậu sinh năm 1969 thì đang trong đại hạn 10 năm, từ năm 45 tới năm 54. Sức khỏe thì thất thường, 10 năm này sức khỏe thất thường, công việc làm ăn thì không ổn định, cuộc sống có phần rối rắm và tình cảm gia đạo. Năm 2018 này á, năm Mậu Tuất á, tiểu vận tức là cả một cái 10 năm xấu, thì trong cái năm 2018 này là năm tốt, trong cái năm xấu đi vào thắng địa nhưng chịu ảnh hưởng không tốt của đại hạn, tức là chịu ảnh hưởng của cái lớn nó đã chùm lên, thì mọi việc nên cẩn thận, đặc biệt là vận niên xà âm tỉnh không có lợi cho sức khỏe của các chị, cần quan tâm nhiều, đừng vì công việc mà thiếu sự đề phòng để mà dính cái bệnh nặng. Đó, thấy chưa? Rồi, năm 2018 chính diệu có thiên tướng đắc địa tọa chủ, đây là vì sao chủ quyền uy tài lộc, trong việc làm ăn có khả năng vượt qua khó khăn trở ngại. Đồng cung thì có đà, có thiên tướng nè, cho nên là công đồng cung thiên tướng thì có đà, thì đà la sẽ bổ trợ thêm sức mạnh ha, vừa khôn ngoan vừa cương quyết dễ thành công. Năm nay tuy là cái vận niên đại hạn 10 năm xấu, nhưng mà có về tử vi thì mình có rất là nhiều cái mà tốt. Tử vi cũng có nhiều phá tinh, như là thiên hư nè, tuế phá phục binh, nên thành quả đạt được khó được bảo toàn, không chỉ tiêu hao về tiền bạc mà còn gây lo lắng ưu tư, có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên các chị vẫn có cơ hội vượt qua trở ngại và có tiền tài nhưng không nhiều lắm. Tức là mình vẫn có sự thắng nhưng mà không thắng được như mà mình mong muốn. Cung thái tuế có thái dương nè, thiên không kiếp sát, mặc dù các chị là người khôn khéo nhưng năm nay gặp nhiều bất lợi trong công việc, dùng người hay cộng tác với người quan hệ thì dễ phát sinh tranh cãi và dễ bị tai tiếng, không nên dấy vào những việc mà không ngay thẳng của người khác, dễ bị liên lụy. Ở trên cũng đã, đó là về mặt tử vi cũng vậy, mà về mặt tứ trụ cũng vậy, cho nên là các chị cần cẩn thận ha. Về mặt tài chính thì tài lộc bất thường nhưng không thiếu, dù có đại tiểu hao gây hao tán cũng không bị thiếu hụt, nhưng khó có phần tích lũy nhiều như là mong muốn của mình. Dù gì đi nữa thì là có ra có vô đỡ hơn năm nay, cái năm mà năm Dậu này, năm Đinh Dậu này thì quá tệ rồi. Đối với các chị nó bị thái tuế, bị hình thái tuế cho nên là chịu không nổi. Hạn thì có là tam hóa liên châu,
À, trong hạng 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 của sao hạng á thì có Tam hóa Liên Châu, thì gồm có Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Khoa. Đây là bộ ba phúc tinh đem lại may mắn, giải trừ nạn tai nè, càng giữ tâm lý mà thiện lành ha, làm việc tốt thì là cái năng lực của các phúc tinh này nó càng mạnh lên. Cho nên có thể nói ba cái sao này giúp các chị vượt qua mọi khó khăn bị mắc phải trong năm 2018, tức là có xấu nhưng mà các chị có được cái Tam hóa Liên Châu này thì nó sẽ rất là ấy ha, nó sẽ rất là vững giải, nó sẽ đỡ cho chị rất là nhiều thứ. Rồi, nhìn chung đó là các mặt năm nay thời thế có nhiều biến động, công việc làm ăn khó khăn nhưng vẫn có thành quả ở mức trung bình. Duy sức khỏe thì cần quan tâm nhiều hơn, tại vì mình có hạn hồn tiền. Vì vậy vận niên báo hiệu điều không lành, nhờ có tam đức và tam hóa Liên Châu, hy vọng đức năng thắng số, mọi chuyện sẽ bình an và các chị có được cái tiền tài mà như mong muốn, cái công việc mà mình đã hanh thông. Còn tùy vào cái tháng ở bên trong nữa, cái này là cả năm ha, còn cái tháng ở bên trong thì mình phải xét kỹ là mình có cái nội lực này mà cái tháng nó xấu quá thì mình phải nhu lại, tháng đó tốt thì mình cương lên ha. Rồi đến cho như là tình cảm và gia đạo của năm 2018. Năm nay các chị gặp sao Thổ Tú chiếu mạng á, thì gia đình tình cảm khó an vui, tại vì Thổ Tú nó nặng và rối rắm ha. Đời sống vợ chồng thường sinh chuyện bất hòa. Các chị vốn là người hết lòng và biết hy sinh cho gia đình, cho cuộc sống của chồng con, nên cố gắng nhẫn nhịn dù gia đình có người làm mất mát tiền tài, đừng để chuyện bé xé ra to, rồi cần dùng lời nói và tình cảm của mình để mà giải quyết những vấn đề nó rất là nhẹ nhàng. Các chị rồi rất giỏi việc này ha. Chịu đựng là cái đức tính hay của những cái người mà kỷ dậu và sinh năm 1969. Hạn với là coi như là tan khổ khóc hư, thì gia đình thân thuộc có là dễ có người ốm nặng ha, nặng tay, tốn tài, làm tốn tài để nghe, hay có tin buồn người thân ở xa. Đó là những cái này ha. Hạn thì có thiên hư nè, tuế phá, dường như các chị là người chịu thiệt thòi trong công việc xây dựng gia đình. Năm nay sức khỏe bất an, nhiều việc phải lo toan, cuộc sống thiếu mất nhiều niềm vui, cần cẩn thận cái việc mình bị trầm uất ha. Tử vi thì có đào hoa tọa tọa thủ tọa tọa chủ nè, hỷ thần hộ chiếu, nên là có tin vui về con gái, dễ có hỷ sự về cưới hỏi. Năm nay các chị vậy ha. Năm nay nếu mà các chị có một cơ hội mà đi xa thì cứ thoải mái mà đi, không sao hết, rất là tốt. Đối với các chị đang trong cái tình trạng mà ly thân hoặc thân á, tuy tuổi cao nhưng số này là số đào hoa, cho nên là vẫn có người muốn được chung sống. Năm nay là không thuận cho việc quan hệ tình cảm cho lắm, tại vì năm gặp năm rối rắm, thường nó sinh rối rắm nè, bị tai tiếng hơn là niềm vui, dễ phát sinh trở ngại, thậm chí là nếu mà những cái mối quan hệ mà chưa phải là vợ chồng sẽ có dễ rất là dễ chia ly. Sức khỏe thì năm nay là vật sao hạn vận niên không tốt, cần quan tâm phòng tai nạn và bệnh hoạn. Các chị nên đi khám định kỳ về đường máu huyết sức khỏe, tuy có bệnh nhưng nhờ ngũ hành và tứ trụ tốt có khả năng ngăn chặn và hóa giải được nó, cho nên là có bệnh đi nữa thì mình cũng vượt qua được, chứ không đến nỗi nào. Thì đó là những cái mà chung của cả năm. Thì bây giờ mình phải em thì em hay xét chung cả từng tháng cho các chị, thì em sẽ làm luôn 6 tháng đầu năm cho các chị có được cái sự mà biết rõ hơn là đây là vận niên cả năm rồi, thì mình đi trên những tháng này thì chỗ này nó gập ghềnh hay là chỗ này nó êm đềm. Thì đầu tiên hết á, thì tháng giêng của chúng ta của Mậu Tuất 2018 á, là tháng Giáp Dần, là tháng này là tháng thủy, mà mệnh của chúng ta là mệnh thổ, thổ nó khắc thủy, bổn mạng của chúng ta khắc cái tương khắc cái bổn mạng của tháng, cho nên là sẽ gặp đôi chút không tốt cho sức khỏe nhưng mà cũng không quá nặng ha. Thiên can á, thì kỷ với giáp á, là thuộc ngũ hợp, có ngũ hợp thiên can á, thì công việc mọi điều đều dễ thuận lợi, dễ sinh ra tài.
Địa chi Dần Dậu thì tự chủ hòa bình, không hình không hại nhau. Như vậy tháng giêng mà tháng người ông bà xưa hay nói là tháng giêng là tháng ăn chơi, tuy nhiên cái đó là hồi xưa thôi, chứ còn bây giờ hồi xưa mình làm nông mà tháng giêng thì ăn chơi được, còn bây giờ là công việc rất là nhiều thứ khác nữa chứ không phải là làm nông không, cho nên là chúng ta không thể nói là tháng giêng là tháng ăn chơi nữa. Các chị khởi đầu năm mới với một tháng có ngũ hợp về thiên can kỷ hợp giáp sẽ là một thuận lợi cho cái công việc làm ăn, tuy nhiên cần đề phòng sức khỏe do mệnh chúng ta bị tương khắc là thổ khắc thủy, cho nên là cẩn thận. Đến tháng 2 đó là tháng tháng giêng, còn tháng 2 coi chúng ta được như thế nào. Tháng 2 đây rồi, tháng 2 năm nay năm Mậu Tuất tức là tháng Ất Mão, tháng này cũng là tháng thủy, thì đúng vậy như như trên mà chúng ta thổ khắc thủy thì mạng nó tương khắc thì cho nó có đôi chút khó khăn, nhưng mà ấy hơn hai tháng mà đều bổn mạng thì tương khắc hết, cho nên là tháng này chúng ta cần đề phòng cẩn thận hơn về cái bổn mạng chúng ta một chút xíu. Thiên can Ất thì nó khắc kỹ, thiên can mà tương khắc đó, chủ sự khó khăn trong công việc, rắc rối trong cái những cái mối giao tiếp làm ăn. Địa chi Dậu với Mão thuộc nhóm lục xung, mà lục xung là mô tả cái sự đối chọi nhau, nó chống đối lẫn nhau. Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng đây có thể coi là một tháng mà rất là nặng nề đối với các chị, bởi cả mệnh nè và tương khắc thổ khắc thủy nè, thiên can thì Ất nó khắc kỹ, chữ Ất là Ất Mão, nó khắc thì kỹ Dậu chúng ta, còn địa chi Mão Dậu là thuộc lục xung. Với một tháng có nhiều cái sự kiên kỵ như thế này thì các chị cần cẩn trọng mọi điều, từ sức khỏe cho đến công việc làm ăn và luôn cả gia đạo của mình nữa, chứ không thể nào mà tháng này mà mọi chuyện nó suôn sẻ được. Mình ăn Tết thì có một tháng có suôn sẻ được, nhưng mà tháng 2 là một cái tháng có rất là nhiều điều mà chúng ta phải cần phải biết mà để mà phòng tránh. Nếu như mà khắc như vậy thì những cái sao xấu, cái sao xấu và cái mệnh xấu của chúng ta mà như ở trên đã nói có xấu có tốt đang xen thì nó sẽ rất là xấu ha, cho nên là chúng ta cẩn thận nhiều điều, nhất là sức khỏe của các chị và luôn cả cái việc mà gia đình luôn nha. Rồi đến tháng thứ ba, tháng 3 của năm Mậu Tuất tức là tháng Bính Thìn, tháng Thổ. Vậy thì mệnh của chúng ta là mệnh Thổ, tháng Thổ luôn, thì là cùng hàng sức khỏe và bổn mạng có sẽ là tốt. Thiên can kỷ với Bính thì không xung không hợp, tự chủ hòa bình ha. Dậu với Thìn lại là thuộc nhóm lục hợp, chúng ta có địa chi lục hợp. Vượt qua tháng 2 có rất là nhiều khó khăn, thì chúng ta có cái tháng 3, các chị có cái tháng 3 Bính Thìn thì chị có sẽ báo hiệu nhiều cái điều tốt đẹp. Với mệnh thì đồng hàng Thổ, sức khỏe được nhiều thuận lợi. Thiên can kỷ với Bính thì không xung không hại, cho nên là không gây ảnh hưởng nhiều, rắc rối nhiều đến công việc của chúng ta. Bên cạnh đó thì chúng ta có Dậu và Thìn thuộc nhóm lục hợp sẽ đem lại rất là nhiều may mắn, đem vào sự thuận hòa trong gia đình, đem vào sự hanh thông trong công việc, lục hợp mà, chứ đâu phải là ấy đâu, có rất là nhiều thứ hỗ trợ cho cái việc làm ăn của chúng ta, gia đình, mọi thứ. Đây có thể xem là thắng lợi cho những cái khởi đầu công việc hoặc ký kết giao kèo hợp tác làm ăn. Đó là một cái rất là hay cho cái tháng Bính Thìn này. Tháng thứ tư ha, thì chúng ta là tháng Đinh Tỵ, tức cũng tháng Thổ luôn, thì chúng ta Thổ mạng Thổ gặp tháng Thổ, đồng hàng khỏe mạnh tốt đẹp về sức khỏe ha, chúng ta có hai tháng liền tốt về sức khỏe. Rồi thiên can thì kỷ với Đinh thì lại không xung không có hợp, cũng nói chung là tự chủ hòa bình với nhau, nó không có kính kỵ gì hết. Địa chi thì chúng ta lại có tam hợp Tỵ Dậu Sửu, một cái dấu hiệu rất là tốt. Ở trên mình có địa chi lục hợp, xuống đây có tam hợp, bây giờ chứng tỏ là chúng ta có sự liên kết ha. Tốt thì nó sẽ tốt lên từ từ ha, xuống thì nó sẽ xuống đều luôn ha. Ok, thì nếu như vậy tiếp nối những cái tốt điều tốt đẹp của tháng 3, tháng 4 của các chị sẽ là tháng nhiều thành công hơn, may mắn hơn, thì chúng ta đã thành công kia thì bên này chúng ta sẽ lấy đà, chúng ta làm có đà chúng ta nhảy mà, vì có mệnh đồng hàng Thổ nè, sức khỏe không cần lo lắng nhiều, thiên can thì cũng không xung không hình hại gì hết, thì điều đó là cái công việc của chúng ta nó sẽ không bị cản trở.
Ngược lại thì chúng ta có địa chi là tam hợp tỵ dậu sửu sẽ đem lại nhiều may mắn cho các chị trên tất cả mọi phương diện, chứ không riêng vì sức khỏe gia đình ha. Năm nay mình đồng hàng là sức khỏe mình không nói rồi, mà mình có tam hợp, mà người tam hợp nó còn hóa được cả tam tai, chứ còn không có gì là một cái tháng trước mình cũng đã là lục hợp, tháng này mình có tam hợp nữa, thì điều đó rất là tốt cho làm ăn. Và chúng ta có hai tháng tốt liên tục, và chúng ta sẽ phải biết được rằng chúng ta lợi thế như thế nào. Hy vọng rằng là hai tháng này là các chị khởi đầu công việc có thuận lợi, có nhiều tiền, xoay chuyển hơn trong cái tháng cái năm Đinh Dậu này. Tháng thứ năm của chúng ta là tháng Mậu Ngọ, tháng này là tháng Hỏa. Xét coi thử tháng này nó như thế nào. Tháng Hỏa mệnh nó là hỏa, mình chúng ta mệnh thổ ha, tháng mình thổ nên hỏa sinh thổ, chúng ta mệnh thổ mà gặp tháng hỏa là coi như tương sinh, về sức khỏe thì sức khỏe chúng ta là điều tốt hơn nữa, có được cái khởi sắc trong sức khỏe. Thiên can kỷ mậu thì không xung không khắc không gì hết ha, nhưng mà địa chi là dậu với ngọ là tứ hành xung, tí ngọ mèo dậu, nhưng mà tí ngọ mèo dậu chúng ta cách con mèo rồi, cho nên là nó chỉ xung thôi chứ không có đến nỗi là lục xung ha, nó chỉ là hình với nhau tí xíu thôi. Này, đối với các chị tháng Mậu Ngọ là một tháng cũng được xem là nhẹ nhàng và sinh được tài lộc vì mệnh tương sinh ha, hỏa sinh thổ quá tốt. Thì nếu mà sức khỏe chúng ta tốt và hai tháng kia chúng ta ok thì chúng ta sẽ hai tháng kia chúng ta quá tốt rồi, hai tháng ba tháng tư tốt thì nghĩ rằng tháng này nó không có gì nhiều hết, không có gì nhiều cái thiên kỵ hết. Thiên can mậu kỷ thì không xung, tuy nhiên địa chi dậu và ngọ thuộc nhóm tứ hành xung, tiếng ngọ mèo dậu, nó sẽ khó tránh được gặp đôi chút phiền muộn từ gia đạo và tình cảm, cho nên cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, nhất là những người thân làm lỡ mất tài sản. Nếu như trong tháng này mà người ta làm lỡ mất được tài sản thì đó là cái nghiệp, đó là cái nạn mình phải gánh, cho nên là thôi mình nhẹ nhàng mình nói, mình chấp nhận nó đi ha. Cũng thông báo với anh vậy là các chị không mất tiền nhưng mà người nhà sẽ rất là dễ mất tiền trong năm nay, vào khoảng hai cái tháng này. Nhưng mà tính ra vậy thì cái tháng năm của chúng ta vẫn tốt chứ không xấu, nó chỉ là một chút xíu gì đó rắc rối trong gia đạo thôi, chứ không phải là kiên kỵ vì làm ăn mọi thứ. Tiếp đến chúng ta có tháng 6 âm lịch, tức là tháng Kỷ Mùi, tháng này cũng là tháng hỏa, cho nên là cũng như cái kia, mệnh thì mình định sinh nhập ha, hỏa sinh thổ quá tốt, sức khỏe đồ này kia như các dấu hiệu khác. Khi mà mệnh mình sinh nhập tức là bổn mạng của mình nó sáng hơn, nó lấp lánh hơn, thì những cái sao xấu nó sẽ không ảnh hưởng tới mình nhiều. Thì chúng ta có mà mạng mà sinh nhập mà hai tháng liền thì như thế này thì sẽ rất là tốt cho cái tháng sau. Thiên can thì có hàng can giống nhau, kỹ thuộc thổ, mà nhiều thổ thì sinh núi. Mình hay nói, ông bà xưa hay nói là nhiều đất là sinh núi mà. Địa chi là dậu mùi, tự chủ hòa bình, không hình không hại gì nhau hết. Cũng như tháng năm Mậu Ngọ thì tháng sáu Kỷ Mùi sẽ êm ái hơn. Êm ái hơn thì vì sao, nó không có địa chi tương khắc mà. Tháng này mệnh cũng là hỏa tương sinh với thổ này là tốt nè. Vấn đề mà đáng ngại bản mệnh thì tươi sáng, dễ sinh tài lộc. Địa chi thì không bị xung không khắc gì hết, cho nên trong việc gia đạo ôn hòa dễ chịu. Bên cạnh đó thiên can cùng hàng kỷ thuộc thổ, mà như đã nói là nhiều thổ thì sinh núi, như vậy là rất tốt cho cái việc làm ăn, phát sinh tiền tài. Như vậy thì chúng ta tổng hợp 6 tháng vừa rồi, 6 tháng của đầu năm Mậu Tuất 2018 đối với người Kỷ Dậu nữ sinh năm 1969 thì chúng ta phải cần cẩn thận nhất vẫn là tháng 2, với cả ba cái đều bị tương khắc ha. Cho nên là làm cái gì trong tháng này thì các anh các chị cũng phải cẩn thận mọi điều ha, từ sức khỏe cho đến tất cả các đấy. Bên sau đó chúng ta có 4 tháng liền đều là tháng tốt cả, chỉ có tháng 5 một chút xíu gì đó gây gỗ với gia đình. Như vậy thì nó rất là thuận lợi. Tuy là chúng ta có cả năm có xấu có tốt, nhưng mà 6 tháng đầu năm thì chúng ta có 4 tháng từ tháng 3 trở đi là chúng ta có rất là nhiều cái thuận lợi trong làm ăn. Trên đây là những cái nghiên cứu và
của em về tử vi năm 2018 Mậu Tuất đối với nữ tuổi Kỷ Dậu 1969. Rất mong là nó sẽ giúp được các chị các những cái thông tin để mà biết vào đầu tư làm ăn cho nó thuận lợi thuận lại. Nếu như mà các chị thấy hay, xin vui lòng bấm like và chia sẻ cũng như là comment cho chúng ta có cái độ giao tiếp với nhau nó nhiều hơn, và em sẽ cố gắng giúp các chị nhiều hơn nữa ở trong cái những cái nhận định về tử vi phong thủy của mình. Nếu như mà các chị thấy hay nữa thì nhớ bấm chia sẻ để cho nhiều người được biết hơn ha, và cũng như là bấm theo dõi kênh của anh Ba Tử Vi để mọi người có thể đón nhận cái những cái video clip khác về tử vi của tuổi anh em, bạn bè hoặc là những người thân của mình. Video đến đây là hết. Cảm ơn các chị đã cố gắng theo dõi video. Hẹn gặp lại các chị ở video khác. Bye bye.